Xin chào anh em nhé. Đây mình thanh lý cái con xe điện này nhé anh em. Con này nó có tiến lùi. Và nó có thêm cái chế độ support đây nhé. Để chạy nhanh hơn đấy. Cái này nó có điều khiển từ xa nhé nha, nó không cần cắm chìa vào luôn mà. Cái này có đầy đủ đèn còi và xi nhan luôn nhé anh em. Ác quy nó nằm dưới ghế nha anh em. Cái bể xe nó nằm dưới ghế này. Con này mình đang dùng động cơ 48V nhé nha, 1000W. Anh em thích thì có thể bảo mình làm cái động cơ 60V cũng được nhé. Trước thì dùng càng chữ A. Con này chạy rất là êm luôn anh em ạ. Đấy, phù rất là êm. Cái con này mình đang dùng V-Sai nhé anh em. Đây, nó có hai bản, có bản có V-Sai và bản không V-Sai. Anh em thích giá nào cũng có nhé anh em. Đây, đằng sau thì mình cũng dùng phuộc luôn này. Đây, rất là êm luôn. Đây, anh em nào cần thì inbox mình nhé. Đó, bây giờ mình sẽ đi test thử cho anh em xem luôn này. Chở 3-4 người thoải mái rồi anh em ạ.